đừng chọn sống nhàn rỗi trong những năm tháng tuổi trẻ. 1. Thực ra, bản tính của con người đều là lười nhác, đều là chạy theo yên ổn và trốn tránh đau khổ. Chúng ta thường ngưỡng mộ thành tích, địa vị của người khác, kêu ca thế giới bất công. Thế nhưng, một người tham thú yên ổn, không bao giờ nỗ lực, lấy tư cách gì để kêu ca? 2. Trẻ không vất vả, già càng gian nan. Cuộc đời không nỗ lực, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng, đáng tiếc nhất không phải là không có cơ hội, mà là không nỗ lực, không chịu khó, chịu khổ. 3. Nỗi khổ, vất vả lúc trẻ không gọi là khổ, gian nan lúc già mới là khổ. Còn trẻ, còn khỏe tuyệt đối không được sợ khổ, không được tham thú yên ổn, hưởng lạc. Nếu không, đợi đến khi về già, muốn nỗ lực cũng không còn sức để nỗ lực. 4. Còn trẻ nên chủ động phấn đấu, chịu khổ, hết gian nan mới cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống. Trẻ không chịu vất vả, về già mới càng gian nan. 5. Đối với nhiều người mà nói, sở dĩ chưa thể thành công không phải là do tư chất bình thường, mà là do chưa đủ nỗ lực. Đừng để đến lúc tuổi già, sức yếu hai tay chống chảy rồi mới hối hận nếu như lúc đầu chịu khó, chịu khổ, nỗ lực thêm chút nữa thì đâu đến nỗi. 6. Nếu chúng ta sống nhàn rỗi quá lâu, nhàn rỗi một cách đáng sợ thì dù là sức khỏe, đấu trí hay thậm chí là nhận thức tư duy đều sẽ không còn được nhanh nhạy nữa. 7. Những cái khổ mà bạn phải chịu trong quá trình phấn đấu, nỗ lực không phải là cái khổ thực sự. Bạn cảm thấy khổ là bởi vì bạn chưa từng trải qua cảm giác đau khổ nếu không nỗ lực. Nếu như bạn có thể coi sự nỗ lực hiện tại là vị ngọt của cuộc sống sau này, bạn sẽ thấy thực ra cũng không khó nuốt lắm. 8. Không trải qua đông lạnh, sao thấy được hoa đào? Màu nền đậm.